Thì Ten bây giờ thì cũng gặp một cái khó khăn ấy, tức là bây giờ đi ra mỗi nước thì cũng cần một người tương đối toàn diện. Đấy, thứ hai là rồi cũng có khá nhiều các cái đơn vị độc lập mà đều là những cái đơn vị mấy chục nghìn tỷ cả. Đó. Thì tóm lại rằng cái câu chuyện là phải sinh ra các ông vượng phải. Đấy thì ở đây xem là Vingroup thì giải cái câu chuyện như thế nào. Đó. Chắc là cũng 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 là một trong những cái việc mà khó khăn. Trước hết nói về cái vấn đề nhân sự thì sau một hồi gọi là tích cực tuyển dụng thì chúng tôi cho rằng là mình quay lại với cái nhân sự gốc của mình. Mà bây giờ mình phải tạo nguồn cán bộ ở các cấp thôi. Cứ phải đẩy nhau lên thôi. Vì cái gốc lớn nhất ấy là đấy là những con người đã phù hợp với cái văn hóa của mình. Phù hợp với cách làm của mình. Anh có thể tuyển một người rất giỏi vào. Nhưng mà bây giờ anh đào tạo lại họ để họ phù hợp với mình. Rất là mệt. Đấy, cũng không không và cái xác suất thành công không cao lắm. Đấy, nên tốt nhất là mình bắt đầu từ câu chuyện là ông đang làm trưởng phòng thì cố gắng đào tạo để làm phó tổng, ông phó tổng thì thành tổng. Ví dụ như thế. Và cái cách làm ấy là bây giờ các cán bộ lãnh đạo phải nai lưng ra đào tạo thôi. Bởi vì dù muốn hay không muốn ấy thì cái văn hóa của một hệ thống nó là theo cái định hướng của người đứng đầu. Rộng hơn ra nó là cái văn hóa định hướng của một nhóm người đứng đầu, không thể khác được. Thế thì mình muốn truyền tải cái văn hóa đấy xuống thì buộc mình phải đào tạo, buộc mình phải trực tiếp kèm cặp đòi hỏi thì mới nhân bản được. Chứ nếu không thì không bao giờ ổn được. Vingroup sau một thời gian rất dài đi ra thì bây giờ lại quay trở lại là Vingroup học tập, quay trở lại là chương trình quy hoạch và đào tạo cán bộ nguồn.